Vậy thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến của giải bóng đá VCS Super League mùa giải 2023, giải đấu kỳ lạ. Như vậy thì có bàn thắng dành cho cao thủ áo xanh. Tiếp tục là pha lập công của cầu thủ mang chiếc áo số 8, vị trí của Minh Tuấn. Tỷ số đã là 2-0 dành cho Inter Milan. Như vậy thì chỉ sau ít phút thi đấu, thêm tình huống có bóng nữa của các cầu thủ đó, dứt điểm không được. Và dứt điểm đã không thành công dành cho các cầu thủ bên phía AS Roma. Vẫn còn rất nguy hiểm và đây là thời cơ lên bóng dành cho AS Roma, không vào. Tình huống dứt điểm vẫn chưa đều chính xác. Tuy nhiên quả đá phạt vừa rồi đã triển khai không có gì khó khăn dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng đó. Đây là cơ hội dứt điểm, không vào, bóng lại đi ra ngoài. Nguy hiểm, thời cơ. Xuất chút nữa thì các cầu thủ áo xanh có bàn thắng thứ ba. Tình huống mạo hiểm của hàng phòng ngự bên phía AS Roma. Tình huống mà Minh Tuấn đang lấy đà rất xa. Và chúng ta cùng chờ xem pha thực hiện đá phạt của Minh Tuấn. Không được, cú dứt điểm đi không chính xác. Một nỗ lực nữa của các thủ áo đỏ, cú dứt điểm không thành công. Tình huống dứt điểm của Nam Khang vẫn còn quá nhẹ. Nhưng tình huống đầy cố gắng nữa của các thủ áo đỏ nhằm tìm kiếm bàn thắng cho mình. Nam Khang, vẫn là Nam Khang, dứt điểm. Cú đá của Nam Khang đã đi không chính xác.